Bất động sản Phan Hảo và Vũng Tàu. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Thì hôm nay em đang có mặt tại sau lưng của tái định cư Phước Hải, tọa lạc tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha. Thì vị trí em đang đứng là mặt tiền đường đá, đường ô tô vào tới nơi ha. Đường đá 4 mét, quý anh chị. Cách biển khoảng tầm 800-900 mét thôi ha. Gần trường học, chợ Quý Ban và sau lưng tái định cư. Thì hôm nay em có một cái căn nhà góc hai mặt tiền luôn nè. Ngang 5 mét sâu 20, full thổ cư ha. Mà giá chỉ có 1 tỷ 8 thôi. 1 tỷ 8 thôi nha quý anh chị. Quá rẻ, quá ngộp ha. Chủ nhà đang ở trong nhà luôn. Nên là em không có ngại quay. Tại vì nhà này đang cho thuê. Bây giờ em sẽ quay ra tái định cư, quay ra biển cho quý anh chị xem nha. Đây là vị trí của nhà mình quý anh chị ha. Bây giờ em sẽ quay ra biển Phước Hải cho quý anh chị xem. Đấy. Đường mình là đường đá mi, đường 4 mét ha, đường ô tô vào tới nơi luôn. Đấy, đi ra đây là đường Nguyễn Tất Thành rồi. Khá là gần, cách có khoảng tầm 70 mét là tới đường Nguyễn Tất Thành ha. Ở đây thì đường bàn cờ thông thương hết quý anh chị ha. Phía trước mình là đường Nguyễn Văn Linh này. Đấy, đây là đường Nguyễn Văn Linh rồi. Rẽ trái là đi về Lộc An, về Hồ Tràm, Hồ Cốc, Lê Ghi, Bình Thuận, Xuyên Mộc nha quý anh chị. Rẽ phải là đi về lại Long Hải ha. Bây giờ mình đi ra khu tái định cư nè. Vị trí mình đi ra rẽ phải đúng đúng một đường là chạy thẳng ra tái định cư, ra chợ luôn ha. Trạm y tế nè, đây cây xăng Petrolimex đây. Phía bên phải quý anh chị trạm y tế rồi trường học các thứ luôn ha. Đấy, thì quý anh chị nào mà đang tìm nhà góc hai mặt tiền thì inbox liền cho em ha. Đấy, nhà của mình quay về hướng tây ha quý anh chị. Hướng tây bắc ha. Đấy. Đây là công an của thị trấn Phước Hải quý vị ạ. Công an của thị trấn Phước Hải. Chợ, đây là chợ luôn quý vị ha. Chợ rồi quảng trường. Rồi biển đây luôn ha. Đấy, bây giờ em sẽ quay ra quảng trường cho quý vị xem. Đó, mình bắn thẳng đúng một đường, một là đi ra biển Phước mặt tiền biển Phước Hải luôn. Thì từ vị trí nhà mình đi ra biển khoảng tầm 800 mét thôi quý anh chị. Đường này đường Võ Thị Sáu này. Phía bên này là quảng trường, chợ này. Rồi, bây giờ em sẽ quay cái sổ và soi quy hoạch cho quý anh chị xem ha. Thì quý anh chị nào mà đang quan tâm căn nhà góc hai mặt tiền ngay biển Phước Hải thì inbox liền cho em ha, gần trường học, chợ Ủy ban luôn. Đây là cái sổ của mình quý anh chị ha. Thửa đất số là 40, tờ bản đồ 102. Địa chỉ thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 100 m², hình thức sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là 40 thổ cư, còn lại cây lâu năm. Thời hạn đất ở lâu dài. Và đây là cái thửa của mình quý anh chị ha. Đây, góc hai mặt tiền này. Ngang 5 sau 20 thổ cư ở đây ha. Vị trí dựng đổi mục đích nằm đây ha. Để em soi quy hoạch cho quý anh chị xem. Quy hoạch của mình quý anh chị ha, góc hai mặt tiền, đất của mình, nhà của mình là phủ hồng toàn bộ ha. Nhà còn mới cứng luôn nha quý anh chị. Ngang 5 mét sâu 20 nè. Cho quý anh chị xem khu dân cư ở đây nè. Đấy, mình đây ha. Đi ra đây là tái định cư nè. Chợ đây ha, quảng trường và biển đây luôn. Rồi, quý anh chị nào mà quan tâm cái sản phẩm gần biển Phước Hải thì inbox cho em ha. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video, cùng quên cho em một like, một đăng ký kênh nha quý anh chị.